Chào các bạn, hôm nay thầy tiếp tục đó là về vấn đề cái đề minh họa, tức là thầy sẽ mở rộng cái đề minh họa này để cho các em làm cái tài liệu học tập. Bây giờ mời các em tiếp cận vấn đề. Thì thầy sẽ mở rộng theo từng câu một. Đấy. Mở rộng. Đề minh họa. Minh họa 2022. Bây giờ câu 1 thì các bạn đã có trong rồi. Bây giờ thầy sẽ mở rộng câu 1 lúc này. Đấy. Bây giờ tôi có là tính mô đun của số phút sẽ thì các bạn giải như thế nào? Thì đối với những cái câu này thì các bạn chú ý là ta thu chẹt ra giải bài tập. Ok, ở câu A ta tìm lại một cầm ý nhấn chẹt chuyển về sang bên này là trừ 3 cộng với 2 y cộng với 6 cộng với 3 y. Vậy cái này khi đã dẹp bằng chia 2 về cho 1 cộng y trừ 3 cộng với 2 y cộng với 6 cộng với 3 y đến 1 cộng y. Ở đây cái điểm thay của mình một lần thấy bằng mình nhìn các bạn nhé. Các bạn bấm tích ra. Đầu tiên là các bạn chuyển sang đơn vị số phức này, môi trường số phức này, bấm phân số này, trừ 3 cộng với 2 chín ngang cộng với 6 cộng với 7 chín ngang đến 1 cộng với y. Thì ra số phức là 4 cộng y. Vậy từ đây ra mô đun của số phức sẽ bằng căn mô đun cộng y. Căn mô đun bên cộng một bên. Vậy là căn mô đun bên. Đơn giản như vậy thôi, có gì phức tạp cả. Tiếp tục như vậy chúng ta chuyển sang câu B. Câu B thì ở đây các bạn biến đổi, tức là chuyển về sang bên này sẽ có là z sẽ bằng và chia, đây chia cái này chuyển sang bên kia 2 cộng với 3 y nhân 1 trừ y, còn đây là 8 cộng 1 y trừ 6 y trên 1 trừ y. Ở đây thì mô đun thì ở đây các em thì mô đun z sẽ bằng mô đun số phức z bằng như này, mô đun số phức này bằng với gì? Bây giờ các bạn bấm này. Đầu tiên là số phức là sin ABX. Đấy. Bạn nhá, bây giờ phân số này. 8 cộng với 4y
chị em trừ cho phân số nhỏ 6y 6 chị em đến 1y 1y chia cho mở ngoặc 2 cộng 7 chị em nhân cho mở ngoặc 1y rồi các bạn đúng cho bằng là phải tạm có ý thưa đây là cắm 7 cắm 9 bà trên 3 vậy mô đun này sẽ là 7 cắm 7 cắm 9 bà trên 10 bà tiếp tục ta mở rộng câu thứ hai là mặt câu câu hai thì cho đóng cái hiệu tọa độ của y sơ y sẽ là mặt câu y sơ bình phương cộng với y cộng một bình phương cộng với z trừ ba bình phương bằng chín trăm tìm tọa độ tâm và bản kính thì rõ ràng tọa độ tâm ở đây các bạn đọc là 0 trừ 1 3 còn bản kính R bằng 8900 bằng 90 các bạn nhé bằng 30 thế thôi, nó nhận như vậy thôi. Đấy. Tiếp tục. Bây giờ ta mở rộng sang mục tiếp theo. Bài số 3. Trong hệ tọa độ OXYZ cho mặt cầu F có phương trình giảm tái triển sơ bình phương cộng với y bình phương mặt cầu đấy có z bình phương trừ 2 sơ cộng 4 y cộng 6 z trừ 1 bằng 0 tìm tọa độ tâm y tìm tọa độ tâm y và bản kính mặt cầu bản kính r bằng 0 thì bài này các bạn giải như thế nào? Thì tâm y các bạn như này tâm y này lấy các cái hệ số này chia đôi đối tượng chia cho 2 trừ 1 đối tượng là 1 chia cho 4 chia cho 2 là 2 đối tượng trừ 2 để sau chia cho 2 là 3 trừ 3 tâm y chia đôi đối tượng còn bản kính R sẽ bằng cả 1 bình phương cộng với trừ 2 bình phương cộng với trừ 3 bình phương trừ đi dưới bình phương trừ trừ 1 và việc có vấn đề ra kết quả đây cắn vậy một bình cộng với trừ hai bình cộng với trừ ba bình cộng một cắn 15 các bạn đơn giản như vậy. Tiếp tục thay mở rộng câu về thể tích mặt câu là câu cũ mở rộng tiếp câu 4 câu 4 nha cho hồi câu này câu
và diện tích mặt cầu của trục cầu này. Thì đối với cầu này thì đường kính là 2A tính bán kính R bằng 2A tính 2 và bằng A. Thế thì khối cầu là bằng 4/3 pi R. Đấy. Do đó là 4π/3 L. Đấy. Còn diện tích mặt cầu F là bằng 4π R. Do đó 4π đơn giản như vậy các bạn nhé. Tiếp tục thay mở rộng câu số 5, câu tìm nguyên hàm mức độ cơ bản, mức độ đơn giản. Mở rộng tiếp. Câu thứ 5. Tìm các nguyên hàm sau. A nhỏ nguyên hàm mỗi sơ 5/3 để đi sơ. B nguyên hàm của A mũ sơ để đi sơ. C nguyên hàm của em mũ sơ trừ 1 để đi sơ. Sơ và câu D nguyên hàm của lý đi sơ để đi sơ. Thì ở đây sẽ là một dạng sơ mũ án phá hay là sơ mũ án phá cộng 1 tức là 8/3 nên 3/8 cộng C. Còn đây là 3 mũ sơ trên đi 3 cộng C. Còn đây là chế thức của 1/4 em mũ sơ trừ 1 cộng C. Còn đây sẽ là một ít sơ lẻ ít sơ trừ ít sơ cộng C. Các bạn nhớ như vậy mình làm nhé. Rồi dịch E là nguyên hàm của 4, 6 sơ để sơ thì sẽ bằng gì? 1/6 sin 6 sơ C. Câu F nguyên hàm của sin 3 sơ để sơ thì đây sẽ là trừ 1/3 của 3 sơ cộng C. Nhớ như thế mình làm. Đó là sự mở rộng. Tiếp tục thay mở rộng câu 6. Thay mở rộng câu 6. Câu 6 là cho cái hàm số y bằng m sơ có bảng sẽ dấu ra như sau: y sơ này, f phẩy sơ và vô cùng cộng 1, 2 giờ vô cùng tại đây là bằng cộng để ấm dương ấm tìm số điểm cực trị. Thì ở đấy chỗ nào ra hàm mở rộng thì là điểm cực trị, cho điểm này là không này, còn nhìn là điểm này điểm này, vậy điểm cực trị là 2 điểm các bạn nhé. Các bạn nhớ như vậy. Vậy cực đại là gì? Cực đại là sơ cực đại là 2. Cực tiểu sơ cực tiểu là âm sang dương, âm sang dương là sơ 1. Đấy anh em ạ. Tiếp tục thay mở rộng câu 7 về bậc phương trình. Câu 7. Câu 7 thay mở rộng như sau: giải bậc phương trình. Câu A 3 mũ sơ nhân 2. Câu B 1/2 mũ sơ nhỏ hơn 4, nhỏ hơn 6. Ví dụ như vậy, thì đối với câu này thì cái này sẽ tương đương với là sơ sẽ lớn logarit cơ số 3/2. Còn câu này thì các bạn phải biết đây là 1/2
là hải nhân lên là hải mũi sơ lớn hơn 1/6. Và cái này tương đương mũi sơ lớn hơn lỗ hóa trị cơ số 2 của 1/6. Và trừ lỗ hóa trị cơ số 2 của 6. Như vậy các bạn nhé. Tiếp tục thay mở rộng câu tập xác định hàm lý thừa câu 9. Mở rộng tiếp là câu 8. Câu 8. Tiếp tập xác định của hàm số 2. Y sơ y thừa trừ mũ y sơ mũ căn bản. Thì ở đây các em hiểu ra điều kiện xác định là y sơ bình thường trừ mũ y sơ này lớn hơn căn bản số cố định. Vậy cái này sẽ tương đương với là hoặc y sơ lớn hơn mũ hoặc y sơ nhỏ hơn không. Vậy tập xác định vấn đề này là bằng vô cùng để không vượt với mũ để có mũ. Đấy, tập xác định của hàm số lý thừa với số mũ không nguyên. Tìm tập xác định hàm số 2 thì bằng y sơ lập trừ y sơ toàn bộ mũ trừ 6. Mũ trừ 6 được phủ nguyên âm cho điều kiện là y sơ lập trừ y sơ không tương đương với y sơ không thuộc thứ tập là không cộng trừ 1. Vậy tập xác định là để bằng y sơ trừ y sơ không. Thay mở rộng câu 10. Thay mở rộng câu 10. Đó là giải phương trình logarit cơ số 3 của y sơ bình thường trừ 3 y sơ cộng 3 hoặc 1. Thì cái này sẽ tương đương với x trừ 3 x cộng 3 bằng 3 mũ 1 bằng 3 2 bằng x. Vậy tương đương với x bằng 0 hoặc x bằng 3. Thế còn nhiều câu nữa thầy tạm thời mở rộng cho các em một số câu như vậy. Hy vọng nâng quá những sự chia sẻ của thầy thì giúp các bạn những thi được tốt. Chúng ta bám sát đề minh hoạt các bạn nhé. Cùng chào và hẹn gặp lại các bạn.